Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành MC đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy lại cho mình một like nha, một cái comment và một chia sẻ anh em. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và bắt đầu thôi anh em, let's go. Rồi vào game. Tại sao tôi có tận 37A, hôm qua lấy được thêm 25 game từ cái sự kiện anh em ạ. Đúng là... Đây, cái này còn 5 giờ nữa thôi. Bây giờ mình lấy cái này kiểu quái gì đây? Làm sao tôi có thể lấy thêm được 6 cái tích Talio này? Nó là một cái thứ gì đó... Rất là khó anh em ạ, không dễ thế nào cả. Và tôi chưa biết lấy theo kiểu gì bây giờ. Ha. Ấy, sau là một cái sự kiện đó anh em ơi, nice. Ok. Đó đây, Breeding Hatching Sea Primer và Breeding Nature and Gua anh em ơi. Lại tiếp tục cả Breeding Nature and Gua nha. Nature and Gua ha. Breeding Nature. Vua Nature and War. Đấy. Mấy cái này cứ vứt đấy anh em ạ, xong xong rồi làm sao ha. Nhiệm vụ của chúng ta là Win Quest và Win Buster in Arena. Thật sự là rất là khó anh em, mà mình chỉ còn 56 điểm thôi. Làm sao mà mình có thể lấy được chắc là sẽ lấy được cái 1k cái Major Coin này. Nhìn chung vẫn là khó, vẫn là rất khó anh em ạ. Chúng ta sẽ lấy một con mới, một con Grand Magnus. Nếu chúng ta tập trung thì tôi sẽ lấy được con Grand Magnus anh em ạ. Ok. Rồi. Rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ ui có cái năm này, vừa ăn được cái năm xong, bây giờ ăn cái nào đây, lấy được 1k Major Coin. Nhưng mà chắc phải cố đến thế rồi anh em ạ, cũng chẳng cố được thêm này. Thật sự là không cố được, bó tay chém cơm luôn ha. Làm nào để ăn được cái này đấy nhờ, nhìn nó khó chịu quá anh em, không xuống được, không ăn được anh em ạ. Rồi anh em ơi, ăn cái này kiểu gì đây? À đây rồi, đây rồi. Ui lại có cái năm nữa này. Vãi lều. Nếu mà hai cái này mà xuống nó cùng gần nhau ấy thì chúng ta sẽ ăn được cả map luôn anh em ạ. Thật sự là ngon, nếu mà có thể ăn được thế thì quá là ngon ha. Ăn cái gì đấy? Ăn cái gì luôn? Wow. Lấy con Grand Magnus này. Chắc là thế thôi chứ tôi cũng chẳng có ý tưởng gì lấy thêm con gì đâu anh em ạ. Bây giờ cũng hết ý tưởng lấy mấy con rồng rồi. Ok bạn ơi. Đúng rồi. Đây rồi. Như vậy là tôi đã lấy được con Grand. Chúng ta lấy được con Grand Magnus nha anh em. Chúng ta sẽ lấy con Grand Magnus này. Như thế này. Rồi, chúng ta sẽ ở đây lại con 5 này anh em ơi. Chúng ta lại có cái ở đây. Chúng ta lại có cái một cái để mình có thể ăn được. Mình sẽ ăn cái gì bây giờ? Ăn cái gì nhỉ? Storm Magnus à? Storm Magnus thì chắc là thôi anh em ạ. Chắc đoán là sẽ thôi thôi. Mà lấy được thêm 1000 coin thì cũng sẽ là hợp lý.
lấy được 1.000 coin cũng là ngon rồi. Nếu mà có thể, nếu mà có thể lấy được thì lấy, mà không lấy được thì thôi, phải chấp nhận. Đúng không? Hoa này. Đấy. Dưới này khá nhiều chuối anh em nhỉ. Lấy 1.000 cái coin thì cũng là hay. Ok. Ok, chúng ta sẽ nảy một cái màn khác ạ. Grand Magnus là đúng thật là tôi chưa sở hữu con Grand Magnus đấy bao giờ cả nha anh em. Grand Magnus không thấy. Grand Magnus chưa có luôn anh em à, đúng không? Không có con này luôn ạ. Con Grand Magnus là con méo nào vậy? Không biết là con mèo luôn, chưa luôn. Ủa, bây giờ coi mình khá là nhiều rồi anh em. Mình đã có 10.942 rồi. Tôi đang đợi con rồng này xuất hiện để mình mở ra. Kyokushin Auditory. Auditory, chắc lấy con Auditory thôi. Một tận 5 ngày nữa anh em ạ. Hãy cứ để dành coin ha. Hãy cứ để dành coin để làm nhiệm vụ thôi. Quest for Master and Ice có rất là khó. Ai 45 45, ui toàn heroic, toàn heroic à. Rồi năm mươi quá khó để đấm được nhỉ, không đánh đổi luôn ý. Dù mình là năm sao đi nữa thì mình cũng không thể đánh được cái map này. Cái map này đúng là chịu, đúng là quỳ lạy luôn. Ok anh em, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục làm cái gì đây? Dragon TV này, quà này, ui 50 đến 100 game được con rắn rồng này luôn ạ. Được 3 phần quà trong cái này, nhưng mà không biết được cái quần quà quần què gì đây. Một cái Dragon TV 5 game Helter Win anh em ạ. Một con khá là cùi mía, khá là cùi bắp. Dragon TV bitch 10.000. Ok anh em, mở lên nào. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là mở 2 1. Kết thúc. Mình đã kết thúc cái này. Claim thêm phát nữa nhỉ. Chúng ta claim thêm phát nữa thôi. Ok. Rồi chúng ta sẽ được thêm một cái off, nhìn chung cũng không quá là ngon đâu anh em ạ. Phần quà nó khá là cùi mía, đúng không? Không quá là xịn sò lắm. Rồi biết tôi làm gì bây giờ? Đi đấm nhau tiếp à? Đi đấm nhau tiếp hay là đi đánh nhau với ai đây? Thật ra cái này thì cũng không có nhiều thứ để mình có thể đánh anh em ạ. Nó có quá ít cái thứ để làm. Chỉ review rồng mới trong người ấy thôi. Grand Magnus là con rồng mới của chúng ta thôi. Chỉ dừng ở đấy thôi chứ anh em cũng không thể nào mà đi làm được bất kỳ một cái gì cả. Hay qua thăm HNT Channel nhỉ? Đấm nhau HNT Channel được anh em ơi. Đó là anh Huỳnh Ngọc Thuận anh em ạ. Rồi, anh ấy đấm mình hơi bị nhiều à. Bây giờ mình thì mình mới đấm lại, mình mới đấm trả lại. Ok, let's go. Sandstorm, bão cát sa mạc. Hai Virago Dragon anh em ạ. Một đấm này. Flame Titan Dragon.
Lửa, lửa đốt cháy tôi nhờn. Ok, rồi đấy. Xong, rồi đấm vào xong với ông Huỳnh Ngọc Thuận, ông HNT siêu hack. Và rồi thì chúng ta skill nhé, xin chào anh em nhé.